Thưa quý vị, Trọng Nghĩa trong vai Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Sớ Táo Quân xin được kính chúc tất cả quý khán thính giả của VCOW Television một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và đoàn tụ. Mong rằng quý vị sẽ luôn luôn tiếp tục yêu thương VCOW Television. Lê Tuấn trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả và kính thưa. Khoan anh Tuấn ơi, em vô ké chứ, để ngồi mình lẻ loi quá, Chúc kỳ quá. Bây giờ Chúc có đôi có cặp mới vui. Mày mốt phải đúng giờ nghe chưa? Cứ giờ vậy thung hoài à? Không phải đâu, tại đeo mão nè, nó nặng quá. Tập trung gì? Ủa, có đang quay hả? Đang quay phải nghiêm chỉnh. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay thì Lê Tính và Đăng Thanh hai anh em chúng tôi có mặt trong vở Táo Quân Trò Trời của đài VCOW TV. Trong cái vở Táo Quân này nè, trong cái bản mà chúng tôi đem về, cái bản sớ đem về giờ trình báo cho Ngọc Hoàng á, thì có rất là nhiều điều mà trong cái năm vừa qua chúng tôi tổng kết lại và mong rằng tất cả quý khán giả sẽ đón xem chương trình này sẽ hiểu thêm hết về tất cả những tình hình của năm vừa qua. Rồi Thanh muốn gì năm sắp tới? Sắp tới em muốn làm chứ không ăn nữa. Đúng năm rồi. Nay ăn gông mà không có làm cho nên là nó tròn vo. Thưa quý vị khán giả và Lê Tính cũng chúc tất cả quý vị khán giả một năm Tân Sửu sắp tới luôn an khang thịnh vượng phát tài. Khoan đợi tới em và chỉ cầu mong được bình an và hạnh phúc mà. Đức Tiến xin được kính chào quý vị và hôm nay rất là vui Đức Tiến trong vai Táo lớn trong chương trình Táo Quân Trầu Trời của đài VCOW TV. Rất là vui được làm việc cùng với tất cả anh chị em nghệ sĩ, đây là Hoa Hậu Hoàng Lê cùng với anh Trọng Nghĩa, nghệ sĩ Lê Tính và Long Thanh. Chúng tôi cũng cố gắng mang cho quý vị một chút xíu gì đó không khí của ngày Tết và đặc biệt là trong cái Sớ Táo Quân năm nay với kịch bản của em Hoàng Lê đã viết, gửi gắm vào trong đó tất cả những tâm tình của người Việt, đặc biệt là người Việt tại Mỹ và tại California. Chúng tôi cũng gửi gắm vào trong đó những cái ước nguyện, những cái cầu mong cho một năm mới 2021 sức khỏe, công việc, làm ăn được mọi điều tốt lành. Một lần nữa thì mời quý vị cùng đón xem chương trình Táo Quân của đài VCOW TV, trong đó có Đức Tiến tham gia với vai Táo Quân, vai Táo Lớn thưa quý vị. Và chúc cho quý vị một năm mới được vạn sự tốt đẹp, hạnh phúc và bình an. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Hành Lê và Tuấn Mã xin đại diện cho VCOW TV xin kính chúc quý khán giả gần xa, quý khách hàng thân thương của Lên Kim Home Shopping một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới.